nhá, hiểu chưa? Đây này, đấy ví dụ như là cái nhóm đại bàng này, nhóm nước và nhóm núi này, đấy cái trang sinh trắc thì nó đã thể hiện cho con nó rất chi là rõ ràng, phân chia ra chỉ nhìn rõ đây trong đại bàng này nó các từng các cái nhóm nhỏ như thế này, và khi trong từng các cái nhóm này nó sẽ có những cái đặc điểm chung của cái nhóm. Đấy, nhưng mỗi cái vân tay mà nó riêng như thế này thì nó sẽ làm nên cái đặc điểm riêng của từng người, và nó là cái bẩm sinh. Thì khi mà trẻ con lớn lên và sinh trưởng trong một cái môi trường nào đấy thì những cái thói quen này, những cái môi trường giáo dục này nó lại lại làm nên những tính cách riêng của bản thân con nữa nhé. Đấy, hiểu Vâng. không? Ừ. Đấy, thì đây cái phần mà người ta ghi ở dưới này này, mỗi chủng vân tay tồn tại điểm mạnh điểm yếu riêng, hiểu rõ đặc điểm sẽ giúp hiểu rõ bản thân và những người xung quanh, gia tăng sự kết nối, đấy, thấu hiểu nội tâm và tương tác hiệu quả, có thể nắm bắt cái này để có các gì đấy thì không đấy, nhưng mà đại thì lại là như vậy. Ok, hiểu chưa? Rồi ạ. Ừ. Đây là một câu nói của Albert Einstein nhé. Thì cái này thì để mình có hiểu rằng là không nên bao giờ đánh giá một cái con người qua những cái mà mình gọi là cảm nhận hay là cái gì đó, đánh giá một ai đó dốt hay là giỏi thì nó chỉ là một trên cái phương diện thôi. Bởi vì cái một mỗi một con người là họ sẽ có những cái thế mạnh riêng. Đấy, thì mỗi cá nhân là một thiên tài, đúng không? Đấy. Ví dụ như bây giờ con thấy một bạn lớp con, bạn có thể là học các cái môn nọ môn kia là không bằng con hay là không bằng các bạn khác, thế nhưng là về vấn đề về thể chất hay là thể dục chẳng hạn, bạn ấy là vượt trội bạn ấy lớp chẳng hạn. Đấy, nó là một cái loại hình thông minh, một cái loại hình mà cái thiên tài của bạn đấy. Và liệu bạn ấy gọi là ra ngoài đời, ra ngoài xã hội, bạn ấy có sử dụng những cái gọi là thế mạnh ấy của bạn ấy để phát triển cái nghề nghiệp, phát triển con người của bạn ấy không? Thì nếu mà bạn ấy biết chẳng hạn là bạn ấy rất mạnh về thể chất đấy, sau này bạn ấy là có thể một giáo viên thể dục hay là một vận động viên chẳng hạn, đấy thì bạn ấy phát huy hết tất cả những cái tinh túy của bản thân bạn ấy. Thế nhưng mà bạn ấy lại đi học làm kế toán chẳng hạn này, bạn ấy đi làm sổ sách chẳng hạn này, đấy bạn không có những năng khiếu đấy thì cái sự nỗ lực, cái quá trình mà bạn ấy để mà đạt được cái thành công gì khác nó mất rất nhiều thời gian, và bạn ấy bỏ lãng phí thì những cái tiềm năng của bạn ấy. Nó đấy thì cái này thì nó sẽ giúp mình định hướng và mình hiểu được bản thân mình hơn. Đó. Cái câu nói này nó là nó hầu như là một cái giống như là một cái slogan cho cái gọi là cái sinh trắc vân tay này. Đấy, con hiểu chưa? Ok. Thế thì bây giờ đến cái trang tiếp là cái trang số 6 này này, là tổng kết dữ liệu báo cáo, thì này là một cái trang tổng hợp. Bao giờ ví dụ những người gọi là báo cáo sinh trắc như cậu hay là bất cứ ai là nhìn qua cái này để đánh giá một cái tổng thể về một bài báo cáo, và nó do rất nhiều những cái chỉ số từ vân tay này, các cái thông tin chi tiết ở đây, và nó đại diện con số mà sau này từng cái một cái trang cụ thể là mình sẽ phân tích cho các cái chủ thể với như con bây giờ chẳng hạn. Đấy, đây cái trang này rồi. Thì bây giờ là cái trang đầu tiên là khả năng hấp thụ thông tin nhé. Thì khả năng hấp thụ thông tin này ấy, thì là cái khả năng mà mình nói giống như là cái gì nhỉ, cái khả năng học tập này, tiếp thu này, xử lý này, ghi nhớ thông tin sự vật sự việc. Đấy, giống như là bây giờ cậu đưa cho con một cái đồ vật gì đó và nói cho con công việc này phải làm chẳng hạn, thì tùy mỗi người mà mình sẽ có cái cách nắm bắt và những cái khác nhau là nhanh hay là chậm. Cái này là nói về khả năng hấp thụ, là cái cách mình xử lý nhé, chứ không phải là nói đến dốt hay giỏi nhé con nhé, hiểu Vâng. không? Ừ. Thì cái chỉ số của con này nó là ở 139,37 này, nó là chia các mức này, dưới 60 là thấp này, 60 đến 90 là bình là trung bình, gọi là trung bình này, 90 150 là cao, và 150 đến 200 là rất cao. Đấy, thì của con 139,37 nó ở cái mức 190 đến 150 là ở mức cao, có nghĩa là cái thông tin sự vật sự việc đến với con xử lý rất là nhanh. Ví dụ như là ai giảng bài hay một cái gì đó thì con có thể hiểu với một cái tốc độ rất là tương đối, người ta gọi là hiểu bài nhanh đấy. Đấy, ví dụ như cô giáo giảng bài như thế, thế con tự thấy bản thân mình ở lớp như nào về cái vấn đề tiếp thu cái kiến thức mới này, bất kỳ một cái gì đó con thấy thế nào, có cảm Con mình cũng được đúng thấy không? Ừ, đấy thì cái này nó sẽ có một cái đặc điểm là khi mà cái gì thì nó cũng thế, nó sẽ có một quy luật nhất định, đó là vào nhanh ra nhanh, dễ đến thì dễ đi, con có hiểu cái đấy không? có. Ừ, đấy thì bây giờ con hấp thu một cái thông tin này rất nhanh, con hiểu rất nhanh, thế nhưng mà
cái quy luật đó nó thể hiện rằng khi mà đến với mình nó dễ dàng thì nó đi với mình cũng dễ dàng, kiến thức vào con rất nhanh, con hiểu ok. Thế nhưng mà nếu mà con không có một cái sự gọi là rèn luyện này, một cái sự gọi hấp thu hàng ngày thế nọ thế kia mà mình đẻ nó lãng quên đi thì nó sẽ ra khỏi đầu con một cách tốc độ nhanh chóng, bởi vì con phải hấp thu, nó nạp những cái mới vào thì sao đẩy nó chiếm chỗ của những cái cũ mà con vừa mới tiếp đi, đúng không, hiểu chưa? Đấy, à đấy cậu nói những cái này thì ví dụ như là có một gì con cần vì cậu bảo cần chú ý hay là gì con cứ ghi ra nhé, để ví dụ như là mình hiểu hiểu cái bản thân mình hơn ấy. Ngoài việc là hôm trước là cậu nói về demo qua cái dấu vân tay rồi thì mình cũng đã hiểu một phần, là cũng thấy cũng khá chính xác. Thế nhưng bây giờ nó khi nó có các chỉ số này thì nó chi tiết hơn đấy, thì nếu mà con cảm thấy là những cái gì mà mình muốn thấu hiểu bản thân mình hơn thì con cứ ghi ra nhé. Đấy, ok. À, thì cái này thì cậu lại nói tiếp này, những cái người mà có cái chỉ số này cao, ở mức cao và rất cao như này thì nó có cái nguyên tắc là hấp thu và đào thải như vừa rồi, là đến dễ đi đấy, mà đến chậm là em con cũng có thể thấy là những người mà bảo là có thể hơi chậm hiểu một tí, nhưng mà khi mà họ đã ngấm vào mà họ ấy thì họ sẽ nhớ rất lâu đấy. Mình dễ học nhưng mình sẽ dễ quên đấy, thì cái này nó sẽ tạo thành một nguyên tắc là khi mà có một cái gì mà thông tin mà con cần xử lý thì con phải có một cái cách thức tiếp cận nhất định. Mình phải hiểu là mình là người có lợi thế hơn người ta về cái việc là mình tiếp nhận này, mình tiếp thu những cái mới rất là dễ dàng. Thế tuy nhiên là mình lại là người dễ quên hơn so với người khác, thì mình phải làm sao để những cái kiến thức mà mình cần này, những cái xã cái kiến thức ngoài học tập và xã hội thì mình phải làm sao để cho nó lưu giữ ở lâu hơn, thì mình phải nên ghi chép những cái đấy ra. Mình phải làm sao để chuyển hóa hấp thụ những cái kiến thức đấy nó lưu giữ với mình lâu nhất có thể, con hiểu không? Rồi. Ừ, đấy, những cái người mà có cái chỉ số cao này thì nó sẽ ứng biến rất là linh hoạt đối với các cái hoàn cảnh. Con đấy nghĩ hiểu là bây giờ các mình tin hay là bất cứ ai cũng bảo gọi là nảy số đấy, nảy số nhanh ấy, nói chẳng hạn thế, vừa cái này là đã hiểu ngay rồi, mà thậm chí là chỉ cần nói một nửa thôi là mình đã có thể nắm bắt những cái mà người đối diện muốn nói với mình, đúng chưa? Vâng. Ừ, đấy đấy, thế thì con đã hiểu xong qua về cái khả năng hấp thụ thông tin của con. Con là một người có mức thụ hấp khả năng hấp thụ thông tin là ở mức cao đấy, tuy nhiên là nó sẽ có một cái nhược điểm nho nhỏ như vậy, nó là nho nhỏ nhưng mà như sau này nó sẽ kết hợp với một số cái mà đằng sau thì cậu sẽ nói tiếp, là nó sẽ tạo thành một cái chút cái nhược điểm của con đấy, hiểu chưa? Đấy, ở mỗi thông tin ở trong cái trang này nữa là cái chỉ số tiêu hao năng lượng này 80,28 này, con nhìn cái chú thích chưa? Dưới 30 là ít này, 31 đến 80 là bình thường này, trên 80 là nhiều, thì còn ở ngưỡng là trên mức bình thường một chút và gần với nhiều. Thế thì cái này nó đại diện cho cái việc gì? Nghĩa là khi mà cái não bộ của mình nó hoạt động nhé, thì con có học sinh rồi đúng không? Đấy, các cái quá trình chuyển hóa năng lượng này, khi mà các cái tế bào này mình chuyển hóa các cái mức năng lượng nó sinh ra nhiệt hay là các gì đó, thì cái quá trình chuyển hóa cơ thể và của não bộ nó cũng như thế, nó sẽ phải tiêu hao năng lượng và nó sinh ra một số các cái chất trung gian này, rồi là nhiệt lượng hay là chẳng hạn thế, ví dụ như vậy. Thì cái não bộ của con hoạt động nó cũng tương tương như là các cái tế bào, nó vẫn là một tế bào bình thường đúng không? Đấy, thì bây giờ cái chỉ số tiêu hao năng lượng này nó nói là cái khả năng tiêu hao năng lượng của não bộ khi mà kể cả khi con làm việc hay là con nghỉ, kể cả khi con không hoạt động gì, con nằm con ngủ nghỉ ngơi, nhưng não bộ con nó vẫn hoạt động ở mức độ nào đấy. Có những người ở ít, có người bình thường, có người nhiều, của con là trên cái mức bình thường một chút là nhiều. Thì cái này nó sẽ nói lên cái vấn đề gì? Nói lên là khi mà con kể cả con không hoạt động thì não bộ của con nó vẫn tiêu hao năng lượng. Cho nên là nếu mà con có cái sự nghỉ ngơi không hợp lý hoặc là dinh dưỡng con không đủ thì cái này nó sẽ khiến nó tiêu hao những cái năng lượng mà dự trữ ở cơ thể con, nó sẽ khiến con mệt mỏi hơn. Con có cảm thấy mình có cái nhu cầu năng lượng với nhu cầu về ăn uống hay là nghỉ ngơi nó hơi nhiều một chút không? Con có hay bị mệt không? Có cảm thấy thế không? Con chỉ thấy con hay bị buồn ngủ thôi. Đúng rồi, đấy, nó là một cái biểu hiện đấy, hay buồn ngủ đấy. Nó làm sao? Ví dụ như là bây giờ mình tiêu hao năng lượng quá độ này, cơ thể mình là mệt mỏi này, bao giờ nó sẽ dẫn đến những cái đòi hỏi về một cái sự nghỉ ngơi nhất định, về ngủ nó là một cái nhu cầu cực kỳ thiết yếu của con người. Và con biết là
mỗi cái cơ thể người mình bao giờ cái giấc ngủ ấy nó là những cái lúc mà cơ thể nó nghỉ ngơi và nó tái tạo năng lượng và nó sửa chữa những cái mà gọi là coi như là cái hỏng hóc của một bộ máy đi, thì cái giấc ngủ ấy nó là gần như là cái quá trình bảo dưỡng của cơ thể mình đấy. Thì khi mà cơ thể của con nó đòi hỏi cái sự cái việc ngủ đấy nó nhiều là chứng tỏ là con đang mệt mỏi, thì cái chỉ số tiêu hao năng lượng này nó đang phản ánh là con là một người có nhu cầu tiêu hao năng lượng khá là cao và cần nghỉ ngơi cho cả não bộ này, cho cơ thể của mình phải thật tốt đấy. Ở đây người ta nói này, này chế độ ăn uống hay thời gian nghỉ ngơi hoặc là yoga thiền định để đảm bảo duy trì mức độ năng lượng ổn định đấy. Thế thì ngoài cái việc là con ăn uống bình thường ra thì các cái bữa ăn phụ đấy, sinh tố này hay là bất kỳ một cái gì đấy có thể nạp năng lượng cho con để nó giúp đỡ cho não bộ hay cơ thể của con, đó là cái quan trọng. Và đặc biệt là con nghỉ ngơi điều độ đó là một cái giúp cho mình có bảo dưỡng một cái cơ thể nó ở mức độ tốt nhất. Đặc biệt là bây giờ thì con thấy nó rất là rõ ràng vì là con ở trong cái giai đoạn mà chạy đua nước rút để thi đại học cái nọ kia đúng không? Đấy mình cảm thấy cái nhu cầu mình học học rất là cao này, nhu cầu năng lượng của mình nó rất là lớn, con buồn ngủ ngày càng nhiều đúng không? Ừ. Có lúc nào mà học nhiều quá xong cái lúc mà xả hơi một cái giống như kiểu quả bóng xì hơi mà con ngủ li bì ngủ suốt ngày không? Tôi có lúc nào như thế không? Con chưa như thế rồi. Chưa như thế bao giờ. Thế thì cũng có nghĩa là bản thân mình là cũng 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 gọi là buồn ngủ thì mệt đấy, nhưng mà gì nhỉ? Con cũng có một cái thời gian biểu và cũng có cái chế độ nghỉ ngơi cho mình nhất định đúng không? Ừ, đấy, nó điều độ như thế thì tốt. Đấy, cái này con hiểu được cái vấn đề ở cái trang này chưa? Là cái khả năng thâm thực thông tin của mình thứ nhất là ở mức cao, mình dễ nhớ nhưng mình cũng dễ quên, và mình là một người có cái mức độ tiêu hao năng lượng là cao. Mình cần thiết phải chăm sóc bản thân mình hơn so với những người khác. Nhé. Ok, trang này có thắc mắc gì không? Không ạ. Ừ, ok. Mình sẽ đến về cái trang tiếp theo là phương pháp học tập nhé. Phương pháp học tập thì nó là các cái cách mà mình hấp thu cái, tiếp thụ cái thông tin qua các giác quan. Cái kia là khả năng hấp thụ thông tin là nhanh hay là chậm, xử lý thông tin nó tốt hay không. Thì đây là cái mà mình dùng các cái giác quan để mà mình là cái kênh mà để mình lấy các thông tin từ môi trường đấy. Thì nó có ba cái kênh là kênh nhìn này, qua thị giác này, kênh nghe này, và kênh gọi là vận động. Người ta nói vận động nó giống là mình gọi là giác quan là xúc giác đấy, hiểu chưa? Ừ. Thì của con là có cái về nghe và nhìn là gần như tương đương nhau, tuy nhiên là nghe là cao hơn một chút đấy, 34,84%, nhìn là 34,19% và vận động xúc giác là 30,97%. Đó, cái này thì nó sẽ có một số những cái đặc điểm là như thế nào. Người ta chú thích ở đây là những người mà về thính giác là lắng nghe, biết cách lắng nghe và tiếp nhận thông tin qua kênh nghe sẽ rất là tốt. Ví dụ như là thế con có thấy ví dụ như là mình về nhỉ, cảm thấy hấp dẫn về cái thông tin về âm thanh hơn so với các cái kia không? Ví dụ như là con nghe các bài hát này, con nhớ có thể là tốc độ cũng khá là tốt, hoặc là con nghe giảng bài hay là đôi lúc mà con thư giãn ấy, con nghe nhạc hay là con nhắm mắt lại con nghe con cảm thấy là mình còn tĩnh tại ở mình cảm thấy nó thư giãn hơn không? Con thấy cái môn là, con cứ kiểu nghe thầy cô giảng thôi, Ừ. hôm đấy mà chỉ cần là nghe Ừ. từ đó cuối kiểu không chảy mạng gì, xong rồi là nếu mà Ừ. mấy hôm sau đến tiết đấy lại mà nếu có câu hỏi tương tự như cái hôm cô giảng thì con sẽ nhớ, Ừ, kiểu đấy. tự nhớ luôn ấy. Ừ, đấy. Có nghĩa là cái não bộ của con hấp thu về thông tin qua đường âm thanh nó rất là tốt. Đấy. Thì mình nên có một cái sự gọi là như nào nhỉ? Gọi là cái thông tin mà chuyển hóa qua âm thanh ấy, mà mình được đưa được hoặc là mình có cái mình tạo cái sự hấp dẫn về 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 qua kênh nghe, thì mình cái lưu giữ thông tin nó sẽ nhanh hơn so với những người mà có các cái kênh gọi là về vận động hay xúc giác hay là dị giác nó hơn đấy. Thế tuy nhiên thì con lại có cái về thị giác của con lại không kém cái phần nhiều đâu. Đấy, các cái bài học mà ví dụ như là có cái hình ảnh nó có hấp dẫn về đôi mắt của mình này, màu sắc nó tốt này chẳng hạn này, hoặc là những cái bài giảng slide mà nó đem lại những cái vấn đề hình ảnh dễ hiểu, để con đôi lúc là con có cảm thấy là mình học ấy, cái hình ảnh ấy, nó hiện lên trong đầu của con và con tự cái kiến thức mà nó tương ứng với hình ảnh đấy
nó đen nó trào ra hay là nó có qua cái kênh ghi nhớ thấy không, có thấy thấy không? Con thấy có mấy môn kiểu có hình ảnh Ừ, thì sẽ nhớ, hoặc dễ là nhớ, dễ học hơn đúng không? hoặc là con học kiểu học thuộc một bài thơ ấy, thì trong đầu con sẽ tự nghĩ ra cái hình ảnh nó Đúng như. rồi, đấy đúng rồi. Thế cậu ngày xưa cậu học đi, đọc một cái bài bài học nhé, cả kể về nghe được. Nhưng mà bài giảng ví dụ cậu viết ra chẳng hạn, hoặc bài giảng này, khi mà đến đi thi chẳng hạn đấy, là cái hình ảnh của cái trang vở mình học nó hiện ra, hầu như là cái chữ cái từng đầu dòng như thế nào bắt đầu tuôn ra. Tuy nhiên thì cái chỗ nào cái trang sách mà mình không nhớ cái chữ đầu tiên ấy, thì cái đoạn đấy là mình lại tắt, mà cần một bạn nào đấy hay là một cái gì nó kích thích cái trí nhớ, cái chữ đến là cái chữ gì thì mình đã bắt đầu mình tuôn ra tiếp. Con có lúc nào như thế không? Nhớ nhớ đúng cái chỗ đấy nó ở cái đoạn nào Ừ đúng trước đúng, nó vị mà trí ấy. không không nhớ ở đấy viết gì thôi. Ừ. Đấy, ở đây nó có một cái mình sẽ chú ý này, là cái về cái kênh vận động nhé. Kênh vận động này nó ở cái mức độ khoảng 42%, thì một số bạn nhỏ ấy thì người ta khi mà các cậu tư vấn là những người mà là trên đấy là người ta sẽ gọi là mức độ tăng động đấy. Đấy, nhưng của con là 39,7% thì nó là ở mức độ vừa phải thôi. Đấy, những người vận động, những người mà cái chỉ số vận động cao này là những người mà thích trải nghiệm thực tế, lúc nào cũng phải sờ chạm vào cái vật gì đấy thì người ta sẽ kích thích cái trí nhớ của người ta hơn. Đấy, nhưng của con thì lại ở cái kênh nghe và cái nhìn của con là nó vượt trội hơn hẳn, nên là con chỉ cần gọi là quan sát này, con nghe này, là con đã hầu như con nắm được một số cái thông tin rồi. Đấy, chưa chắc phải dốn dấn, ví dụ như là cậu thì ví dụ như là một cái thí nghiệm về hóa học đi, vừa cô giảng này xong là cách mà cô mà lấy các cái chất hóa học này, cô dùng cái pipette cô nhỏ vào đây này hay thế nọ kia, để con nghe cô giảng và con nhìn qua là con đã có thể nhớ được khoảng 80-90% rồi. Và khi mà đến con nên có thể con nên làm lại thì cái hình ảnh và những cái âm thanh kia mà con đã tiếp thụ thông tin là con đã có thể xử lý được gần như ấy rồi. Tuy nhiên là những người có cái chỉ số vận động cao này là họ phải lên họ làm một vài lần rồi thì họ mới nhớ được. Đấy, cái khác biệt của những người mà có kênh nghe nhìn với kênh vận động nó vượt trội hơn là khác nhau như thế. Ừ. Hiểu chưa? Được. Ừ. Cái này ấy, để tí nữa cậu sẽ lại nói thêm một chút nhé. Ừ. Đấy, cái kênh này. Đây này, người ta có ghi đặc điểm của người học này, chiến lược cho người học này, và chiến lược cho người hướng dẫn này. Cái này là cái khá là chi tiết. Thì cái này con sẽ đọc thêm nhé, để mình nắm thêm về những cái cách mà mình tiếp cận với cái thông tin nó chi tiết hơn, để mình gọi là có một chiến lược học tập. Tại vì con vẫn còn một cái đường học tập nữa là quá trình học đại học, thì nó sẽ giúp ích cho con nhiều hơn đấy. Đấy, thông tin qua thị giác này, học qua biểu đồ, sơ đồ hình ảnh, duy nhớ hình ảnh, ghi chú chi tiết này, có xu hướng ngồi bàn đầu. Là con học ngọ con thì có thích ngồi ở những bàn ở trên cao để mình gọi là mình nhìn rõ hơn này, mình gọi là tiếp xúc với cái hình ảnh nó một cách gọi là gần hơn không, có thích như thế không? Không ạ. Không. Tất nhiên nó chỉ là một những cái đặc điểm thôi, không phải lúc nào 100% đấy nhé. Thì cái này người ta có chiến lược cho người học này, đây như thế này chẳng hạn đấy, thì con sẽ đọc thêm những cái này nhé. Qua cái trang này thì bởi vì thời gian nó có hạn thôi, cậu sẽ phân tích nó ở một số cái là mình cảm thấy nó là cái nốt, cái key đấy, để mình nắm rõ nhé. Đấy, còn những cái này chi tiết nó đều có những cái phần ở trong mail này, xong xong cậu sẽ gửi cái quyển sách ấy cho con. Thì đôi lúc này ví dụ con cảm thấy là mình gọi là cái cách học của mình nó có hơi có vấn đề một chút, thì con có thể lôi cái này ra để con gọi tìm cái chiến lược cho mình nó tốt hơn nhé. Ok. Ừ. À đấy, thì cậu nói lại là cái đây là cái phương pháp học tập của mình, là nghe và nhìn của con nó là cái chủ đạo. Tuy nhiên là cái vận động này không không thể thiếu, bởi vì là nó là cái cách mình tiếp xúc cái thông tin. Thì vì khi mà con có nghe và có nhìn tốt thì con lưu giữ thông tin mà nó cấp tốc, nó rất là nhanh, cộng thêm cái quá trình xử lý của mình nó nhanh. Con có một cái con có thể sử dụng cái việc ghi chép này. Ghi chép là mình dùng tay này, đấy nó cũng đang là vận động đấy, nó ghi ra thì cái kiến thức của con thì nó vừa ghi nhớ qua việc ghi chép của mình này, hai là khi mà cái hình ảnh của cái việc ghi chép của con nó lưu giữ trong 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 não của con. Đấy, giống như lúc nãy cậu nói là cái khi mà mình thi chẳng hạn thì cái hình ảnh nó hiện ra trong đầu, thì cái việc mà con đã trải nghiệm con viết ra rồi thì con sẽ nhớ thậm chí còn lâu hơn là con học thuộc một cái trang sách mà của sách đấy hoặc là người khác viết. Của mình bao giờ nó cũng là những cái quan trọng hơn, nó chính là của mình đúng không? Rồi, ok, đấy khi đấy thì xong rồi, không thắc mắc gì đúng không? Ừ.
Thế đây là tiếp đến là cái trang tiếp là phân cái cách xử lý thông tin nhé. Cách xử lý thông tin thì con nhìn thấy chưa? Con này có bốn cái này: phong cách học hỏi này, phong cách phản biện này, phong cách nhận thức này và phong cách phân loại. Thì cái này nó sẽ đặc trưng cho các loại chủng vân tay. Thì học hỏi này là của vân tay nước này, nước xuôi nhé. Đấy lúc nãy cậu nói, con lần trước cậu đã nói được một số chủng thì con chắc là cũng hơi quên rồi đúng không? Ừ, hơi quên rồi. Thì có mấy con chủng là chủng đại bàng này, chủng nước xuôi, nước ngược và chủng núi. Thì phong cách học hỏi này thì những người mà có đặc điểm ở chủng nước thì là những người có khả năng bắt chước này, copy rất là tốt, thì phong cách học hỏi này đặc trưng cho họ này. Nhá. Phong cách phản biện là có những người gọi là cái nước 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 ngược, người gọi là nước ngược đấy. Con mới thấy một cái dòng nước ngược là mình cảm tưởng là cái dòng nước mà nó đi gọi là nó trái với cái quy tắc bình thường. Giống như một cái thác nước từ trên đổ xuống đúng không? Thế bây giờ mình bảo là một cái nước ngược thì nó lại từ một cái nơi cao mà nó phụt lên chẳng hạn, như thế là nó phải trải qua là cả vượt qua cái trọng lực này, cả về cái độ cao để mà thì nó sẽ có cái một cái sự gọi là cố gắng, là những cái gọi là cái đi ngược lại với số đông một cách nhất định đúng không? Thì cái phong cách phản biện là đại diện cho những người đấy. Đấy, phong cách nhận thức là của cái chủng vân tay đại bàng này, và phân loại là chủng vân tay núi. Đó, của con thì không có chủng vân tay nước ngược, nó cũng không có chủng vân tay núi, thì con chỉ có hai cái phong cách học hỏi và phong cách nhận thức này là chủ yếu về cách xử lý thông tin của con thôi. Đấy. Có thắc mắc gì không hỏi cậu luôn đi. Về cái phân cách xử lý thông tin và cái chủng vân tay chẳng hạn. Có hỏi gì không? Cái này con vẫn chưa Chưa hiểu lắm. chưa hiểu lắm đúng không? Cái này thì con phải hơi hiểu về một cái chủng vân về về cơ bản về cái chủng vân tay này thì nó mới 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 thì mình mới gọi là ấy. Thế bây giờ thì cậu sẽ vì nó khoảng 1 tiếng cái này thôi. Thì cậu sẽ nói nhanh một chút nhé. Là cái phong cách của con này. Xong rồi rảnh rảnh thì có thể tối chủ nhật đi, cậu làm một cái Google Meet, cậu nói cho con về các cái loại chủng vân tay để con hiểu hơn cái đấy, hoặc là cậu sẽ nhắn tin cho con, hoặc là cậu sẽ gửi cho con một cái slide nhé. Ok Ồ. không? Ừ. Thì con cứ cái bây giờ con cứ đã hiểu đại loại là cái phong cách xử lý thông tin này nó đại diện cho chủng vân tay. Thì của con ấy là có rất nhiều vân tay đại bàng, là có phong cách nhận thức này của con là chủ đạo này, đến 82% và 18% là học hỏi này. Đó nghĩa là sao? Đây là người ta chú thích rất rõ ràng là phong cách nhận thức là học bằng cảm hứng, là chủ động hoàn toàn do bản thân mong muốn, học hỏi của bản thân. Có nghĩa là gì? Nghĩa là con nhận thức được là con muốn học cái gì, con thích học cái gì là con sẽ học, theo là con sẽ tìm các cái phương thức này, tìm các cái thông tin này, mà con hoàn toàn chủ động trong tất cả những cái tiếp thu cái hấp thụ thông tin của con hiểu không? Ví dụ như là hôm nay là con là muốn học môn sinh, con muốn làm slide đấy dạ. Ok, con làm những cái đấy, con tập trung vào cái việc đấy, con biết 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 được là con cần phải làm cái đấy thì con làm, chứ không phải là giống như kiểu là người khác hôm nay là bảo con phải làm slide về môn sinh, ví dụ mẹ con thì bố con bảo làm slide về môn sinh hay môn lý nào kia, nhưng mà bây giờ mình tự biết là mình phải làm môn sinh, mình làm môn sinh, mình không làm môn kia đấy. Có nghĩa là nhận thức bản thân mình biết là mục đích mình học để mục đích mình làm cái gì là chủ thể của mình, không phải là nhiều do tác động của người khác, con hiểu không? Vâng. Ừ, đấy đấy, con nhìn những cái người ta chú thích này đấy, thích khám phá tìm tòi kiến thức và tự tìm câu trả lời, tự tạo động lực bằng cách thành tích đạt được và tự tin vào kiến thức và quan điểm của mình, định hướng mục tiêu khi học và chỉ bị thuyết phục khi có bằng chứng hợp lý. Đấy, con có thấy cái này cái đặc điểm này nó giống với phần lớn cái tính cách của con không? Khá giống. Khá giống đúng không? Đấy. Tuy nhiên ấy thì này là phần lớn gần như là gần như là 8 phần 10 là của cái cách của con. Và trong đấy còn 18% nữa, một phần nữa là phong cách học hỏi. Phong cách học hỏi này là sao? Là cái chủ thể đấy là bản thân mình này. Có những cái kiến thức, có những cái vấn đề mà bản thân mình không thể nào mà tự đi tìm hiểu hay là cái gì được, mà mình còn cảm thấy là những cái đấy mình có một cái sự có cái nhược điểm, có cái yếu kém mà mình cần phải có người khác chỉ dẫn. Cần có người khác hướng dẫn thì mình mới làm được. Mình phải bắt chước người khác thì mình mới làm được. Đó. Thì 18% gần gần là 1 phần 5 trong cái lượng kiến thức và thử tí thông tin của con là con cần phải có người khác hướng dẫn là mới được. Hiểu không? Đấy. Người ta nói là học bằng cái bắt chước. Đúng chưa? Đấy, nó có hai phong cách này. Cái này thì nó có cái ưu điểm của cái phong cách nhận thức và học hỏi này, nó có ưu nhược điểm riêng. Thì cái phong cách nhận thức này của con thì con thấy là bản thân mình ý thức được này, bản thân mình gọi là tự xác định được mục tiêu cho mình,
Thế thì tuy nhiên cái này nó có hơi có một cái nhược điểm một chút là con cái ưu điểm của con này, khi mà con nhận thức cao thì con sẽ bao giờ sẽ có thể tìm tòi cái mục tiêu này, định hướng cho mình đấy, con sẽ rất độc lập và sẽ thường cố gắng tự ra nghĩ ra cái cách giải quyết vấn đề của mình mà ít khi là nhờ vả người khác. Con có thấy như thế không? Bản thân con bao giờ cũng soi có cái xu hướng là mình phải giải quyết vấn đề của mình không muốn là người khác phải đụng đến cái này hay là nhờ vả cái kia, con rất là ngại. Có thấy như thế Có. không? Tuy nhiên là nhược điểm của những người còn độc lập như con thì sẽ có cái như này này, có thể nói là hơi bảo thủ và hơi khó đồng cảm và chia sẻ. Đấy, người ta có cái phần dưới này, định hướng mục tiêu khi học và chỉ bị thuyết phục khi có bằng chứng hợp lý. Đấy, có nghĩa là đôi khi là con có cảm thấy bản thân con là đôi khi là sẽ hơi ngang trong các cuộc tranh luận ấy, thì con đôi khi con là sẽ là những người mà là có chiếm ưu thế và hay thắng thế, kể cả những cái mà khi bản thân con chắc chắn nó là đúng, nhưng mà thực tế thì đôi khi có thể nó chưa đúng 100% hoặc đôi khi có thể nó sai, nhưng mà con sẽ thuyết phục được những cái người mà có cái tính mà gọi là hơi rụt rè hay là hơi nhút nhát một tí, là những người đấy là có cái bằng chứng hùng hồn, cái bằng chứng hùng hồn của con là thuyết phục được cả người khác. Xong cái đôi khi là con cảm thấy là con về con nhìn lại là cái này là cũng không đúng lắm mà mình nói mà chúng nó tin như thật đấy. Đấy, nó như thế đấy. Có đôi lúc có thấy thế không? Và mình hơi hơi có cái xu hướng là mạnh trong việc tranh luận và hơi hiếu thắng một tí. Có thấy thế không? Ừ? Đúng không? Đúng Có không? bạn Đấy. kiểu chúng chúng nó không đồng ý, xong xong một hồi nghe con nói thì nó lại thấy con đúng. Nhưng cái đấy thì đấy, cái đi đặc điểm đấy của mình nó là rất ưu điểm, là rất mạnh trong cái việc, nhưng mà khi mà con ra xã hội con hiểu là cái đấy là ưu điểm của con, nhưng mà nó đi là cái nhược điểm. Đôi khi ở trong xã hội là mình sẽ phải khiêm nhường một tí, mặc dù mình đúng nhưng mình phải tranh luận với người ta một cách gọi là nó nhẹ nhàng này, và mình đưa ra cho những người đối diện một cách tiếp cận để cái sai của người ta dễ dàng chấp nhận hơn, chứ mình lúc nào mình cũng hùng hổ, mình cũng bảo là tôi đúng anh sai đấy, thì cái đấy như thế là mình sẽ đôi khi mình người ta bảo là tranh khôn đấy. Và khi mà ra xã hội chẳng hạn, những người mà kiểu mạnh mẽ như con là những người mà bảo 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 vệ quan điểm một cách thái quá là sẽ chịu thiệt đấy nhé. Ừ, đấy, cái này ghi nhớ nhé, cái này ghi ghi vào trong cậu là cái này là một cái ưu điểm và cũng là nhược điểm của mình đấy, nhớ cái đấy nhé. Ừ. Con có cảm thấy là mình có cái, như kiểu các bạn hay là bất hay là có ai hay đánh giá được như mình có là hơi lớn trước tuổi, hơi già suy nghĩ, hơi già dặn, và con thích chơi với những cái bạn mà các bạn ấy là có cái kiểu như là học giỏi hay thành công hay đấy, còn những cái bạn khác mà nó kiểu ấy thì con cũng vẫn chơi được với người ta nhưng mà con không thích lắm, không nó như thế Còn có không? nhưng mà chưa ai đánh giá con là lớn hơn tuổi cả. Chưa ra là hơn tuổi, cái đấy thì có thể là vì con sở hữu nhiều chủng đại bàng này, bây giờ mình có nghĩa là con có một cái chủng đại bàng lưỡng cực ở con tay cái bên trái ấy, thì cái đấy nó đặc trưng cho tính cách của con là cũng biết suy nghĩ cho người khác này, hòa đồng này đấy, cái đôi khi là cái hiếu thắng của con thì là con cũng hơi kiềm chế lại, là con tạo cho cái cảm giác người ta biết mình biết người. Thế nên là để mà đánh giá là những người mà như cậu nói là già trước tuổi thì con là phải tầm trưởng thành hay đi làm cái gì đấy, nó có sẽ biểu hiện nó rõ hơn đấy nhé. Rồi ok, đấy cái này là cái khá quan trọng trong việc phân cách xử lý thông tin nhé. Đấy, hiểu chưa? Thế có thắc mắc gì không? Hiểu rồi ạ. Ừ, hiểu rồi nhé. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp đến một cái trang nữa là về óc năng động và óc phân tích nhé. Cái óc năng động, óc phân tích này là gì? Là cái cách mà người ta nói về cái đứng trước một cái thông tin, sự vật, sự việc hay là cơ hội gì, mình sẽ xử lý như thế nào? Mình sẽ tính toán này, mình sẽ phân tích này, mình sẽ đánh giá các cái việc đấy, rồi mình mới hành động, hay là mình hành động một cách nhanh chóng và luôn, thì hai cái chỉ số này nó đánh giá là cái vấn đề đấy. Thì cái này óc năng động của con 59,71 và óc phân tích là 40,29. Tuy nhiên thì cái này con có cảm thấy bản thân mình khi mà đứng trước một cái việc gì đấy đặc biệt, không phải đặc biệt mà là chỉ là ví dụ đi,
mua một cái đồ này hay là làm một cái gì đó thì con thấy là mình có mất thời gian để suy nghĩ trước sau xong đấy con hành động, hay là con hành động luôn mà suy nghĩ ít, hay là thậm chí không suy nghĩ gì? Con thấy mình sa đà phải phân tích nhiều hơn không? Con thấy con đứng giữa lựa chọn thì Ừ, con suy đứng nghĩ hay nghĩ, nhiều hơn. hay nghĩ nhiều hơn đúng không? Đứng trước các cái lựa chọn này con sẽ hay phân vân hơn đúng không? Con cái hay con đây đứng các lựa chọn này con sẽ đưa ra nhiều phương án hơn không? Có, Ừ, nhưng cần. rồi xong cuối cùng là cũng mắc kẹt là không biết mình nên chọn cái gì. À, đúng rồi. Đấy. Thế thì tí nữa cậu sẽ lại nói thêm chi tiết về cái phần đấy hơn nhé. Đấy. Thì cái này thì nó sẽ ưu nhược điểm gì? Những người mà hay sa đà phải phân tích như con ấy thì con thấy con tự cảm thấy là cái ưu điểm là khi mà con phân tích một sự việc nào kỹ nào đấy thì con sẽ đưa ra một cái quyết định mình cảm thấy là đúng đắn hơn. Tuy nhiên là khi mà ví dụ đặc biệt là mình ở trong các cái cơ hội như là làm kinh doanh chẳng hạn, mình đứng trước cái cơ hội mà mình phân tích quá nhiều, mình gọi là chậm chân hơn người khác thì mình sẽ mất cơ hội. Đấy, nó là cái đặc điểm như thế đấy con ạ. Đấy, cái trang này là nó nói về cái đấy. Đó. Khi mà con có cái xu hướng sa đà phân tích thì nó sẽ có ưu điểm như vậy là cái quyết định của mình khi mà mình đã phân tích kỹ rồi thì nó ít khi đánh sai lầm, nhưng mà cái để mà chúng ta nắm bắt là người đi đầu xu hướng thì con sẽ thiếu những cái tố chất của những người như vậy và mình cần phải có sự cải thiện. Và đương nhiên là bao giờ đứng trước một sự việc mình phải phân tích được nó là như thế nào đã rồi mình mới đưa ra cái quyết định đúng không? Đúng rồi. Thế nhưng mà phân tích nhanh và để đưa ra cái quyết định nó là cả một quá trình, thì cái tính lưỡng lự của con để đưa ra khi mà nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc con đưa ra quyết định. Đấy, ví dụ như là sau này con có hai anh người yêu chẳng hạn, cậu chỉ ví dụ thôi nhé. Đấy thì con sẽ hay phân tích là anh này cái ưu điểm này, anh này có nhược điểm kia, thì không bây giờ hai anh đều ấy xem nhau thì con không biết chọn anh nào chẳng hạn. Đấy con có hiểu không? Đấy. Ừ. Có cái đôi lúc những người bảo là ôi, yêu thì yêu ông này hơn tôi chọn luôn đấy, có những người họ sẽ nhanh chóng họ đưa ra cái quyết định như thế, nhưng mình là người còn hơi có thiên hướng về phân tích, người hơi thiên hướng về lưỡng lự thì nó sẽ hay như vậy đó. Ok, cái này có thắc mắc gì không? Không ạ. Ừ, ok mình lướt tiếp nhé. Đây bây giờ tiếp đến là cái 9 cái chỉ số cơ bản. Con đã nhìn thấy cái này chưa, là đọc qua lúc hôm trước con đọc, có nhìn thấy cái này nhiều, có đọc cái phần này kỹ không? Con có là Ừ, có đọc nhé. Thì cái này nó có 9 cái chỉ số cơ bản là nói về con này: chỉ số cảm xúc này, thông minh này là EQ là logic toán học này, sáng tạo này, vượt khó này, quản trị này, tâm linh, giải trí, kinh doanh và thực thi. Thì các cái này nó của con thì đứng đầu là về EQ cảm xúc. Có nghĩa là sao? Người con có cái EQ cảm xúc này rất tốt thì là những cái người mà có khả năng là nhìn mặt đoán ý người khác này. Người đấy là có hiểu được cảm xúc, thấu hiểu người khác, thấu hiểu cảm xúc người khác, thấu hiểu cảm xúc của mình, biết cách tạo ra cảm xúc và những cách quản lý cảm xúc. Đấy. Đúng nghĩa là cái việc mà con biết được hôm nay là mẹ Nga đang bực này thì coi con định xin cái gì đấy mà thôi, hôm nào mẹ vui con mới xin chẳng hạn. Đấy là cái sự nhạy cảm của những người mà có EQ tốt. Đó. Đấy, những người đấy mà có EQ tốt này, những người mà biết biết cách để mà giúp những người xung quanh, ví dụ như là một người mà đang buồn thì con hiểu là à, người đấy buồn, bây giờ mình phải làm sao để giúp người khác người ta vui lên. Mình pha trò này hay là mình làm cái gì đó buồn cười chẳng hạn để cho người ta có thay đổi những cái cảm xúc tiêu cực người ta đi. Đấy là những cái điểm mạnh của người có cả EQ cảm xúc tốt. Con lại có một cái chỉ số thứ hai, đứng thứ hai của con là quản trị, này cũng khá là cao. Thì quản trị cao cũng cảm xúc tốt thì nó tác động tương hỗ với nhau như nào? Nghĩa là con đôi khi là những cái nóng giận này, những cái gọi là vui buồn này thì con làm sao là con sẽ có cái xu hướng nó hơi lý trí một tí. Nghĩa là mình quản lý được cái đấy. Hôm nay đúng hơi buồn nhưng mà thôi. Bảo thế thì bây giờ mình phải làm cái gì, mình vui lên, mình tiêu cực thế nó cũng chả giải quyết vấn đề gì. Mình không thể sa đà đấy, mình phải làm việc gì khác. Ok, con đi làm này này kia. Hay là những lúc đôi khi ví dụ như là con cảm thấy em Minh làm gì con bực chẳng hạn, con định muốn đánh nó lắm rồi nhưng mà con lại kiềm chế lại, thôi con lại đi chỗ khác không đôi co với nó nữa chẳng hạn. Đấy cậu chỉ ví dụ như thế. Đấy là cái việc mà cái EQ cảm xúc và cái quản trị này nó kết hợp tương hỗ con, nó tạo thành cái tính cách của con và những cái ưu điểm của con như vậy. Con có thấy mình như thế không?
Có. Ừ, có đúng không? Đấy. Vâng. Ừ. Con tự đánh giá về cái đặc biệt là ví dụ như cái môi trường xung quanh về vấn đề gọi là những cái gọi là vui buồn, yêu ghét, giận dỗi người khác, con có cái tính nhạy cảm về cái vấn đề đấy. Đúng không? Ừ, Vâng. đấy. Thì các chỉ số này nếu cậu chưa nói là đây, con nhìn các số là chỉ số trên 12% là vượt trội, 12% là tốt và 8,5 đến 10% là khá. Đấy. Thì tiếp đến là cái chỉ số kinh doanh của con này. Kinh doanh là 11,61% cũng là ở mức tốt đấy. Cái số kinh doanh này thì thể hiện như nào, nghĩa là người đấy có cái tố chất về các cái những cái thương lượng, những cái mua bán hay là có những cái liên quan đến vấn đề gọi là là thương mại chẳng hạn, có sẽ có sự hấp dẫn nhất định với người đấy và người ta có năng khiếu. Con có thấy mình thế không? Con chưa Chưa thấy, thử chưa như chưa thế. chưa chưa rõ lắm đúng không? Thế Vâng. cậu thử hỏi cái này này, ví dụ như là mẹ Nga thì có, hình như cậu trước mẹ Nga bảo với cậu là có ví dụ như là giao việc cho các con này. Đấy, mỗi việc thì là sẽ có một cái gọi là phần thưởng hay nhất định, thì con có là người có hay thích treo thưởng hay là thích có cái mục tiêu phấn đấu nhất định về cái vấn đề đấy không? Lúc đầu thì có nhưng mà sau rồi mình thấy lại thì nó lại À, nó không hơi loãng một tí đúng không? có. Cái này nhá, cậu nói có mấy cái này, người đây cái bài phân tích này, bao giờ người ta nói là người có chỉ số kinh doanh này là những cái với các em bé, con là lớn rồi, con lớn là con sẽ có môi trường gia đình của mình này, con có những suy nghĩ của riêng mình này, con có những cái giáo dục nhất định, là con có cái gì nó sẽ có thể hơi khác một chút như các bạn bé. Thì bây giờ người ta sẽ định hướng là những người có chỉ số kinh doanh cao này, những người có tố chất kinh doanh, và những cái bạn đấy là những bạn là hay có hứng thú với việc được treo thưởng đấy, thưởng tiền này hay thưởng hiện vật này đấy, đấy những cái bạn mà đấy người ta sẽ, nhưng mà cái ưu nhược điểm của cái này là gì, là những cái bạn hay treo thưởng hay người tần các bạn này, đặc biệt là ví dụ như là có một cái mục tiêu người phấn đấu, nhưng mà khi hết được mục tiêu phấn đấu người ta đạt được rồi, đôi khi người ta sẽ nhanh chán đó. Và đặc biệt ví dụ như một vài người mà có các cái chỉ số hiệu đại bàng ở cái chủ vân tay đại bàng lưỡng cực như con chẳng hạn, mà có chỉ số kinh doanh cao này, thì khi mà treo thưởng người ta nói khuyến cáo là cái này nó chỉ là một phụ trách rất vật lý, nếu không các bạn nào mà treo thưởng thì ví dụ nhiều quá, đến lúc mà ví dụ như là hiện vật như bạn ấy không còn hứng thú nữa thì các bạn sẽ không có cái động lực để phấn đấu nữa đấy, ví dụ như thế. Con hiểu chưa? Rồi. Chỉ số thực thi của con này cũng là cao, là 11,51% này, này cái thực thi này nói lên cái gì, là những người đấy gọi là có cái nhanh chóng về mặt cải thiện về mặt hành động. Ví dụ như hôm nay bọn con là Quỳnh đi quét nhà, đi lau nhà, đi nấu cơm đi chẳng hạn, đấy, con đi ngay, con làm ngay. Thế nhưng ví dụ như người có chỉ số thực thi thấp này, người ta sẽ ề à, người ta sẽ làm, người ta sẽ chậm này, hoặc là khi mà thầy cô hay bố mẹ góp ý với con vấn đề gì thì con sẽ sửa đổi và cải thiện nhanh. Có những người chỉ số thực thi thấp chẳng hạn thì những cái đấy người ta còn lâu người ta mới thay đổi đấy, ví dụ như thế. Con hiểu chưa? Cái thực Rồi. thi là nó lên cái đấy. Cái chỉ số giải trí này thì nói về cái mà khi mà con biết cách để mà tự thỏa mãn bản thân, những cái gì mà con yêu thích, những cái gì mà để làm cho con xả stress hay gì, ví dụ như là xem phim, nghe nhạc hay gì đó, hoặc là con biết cách pha trò hay là tạo một cái không khí này, đấy là ở những người có chỉ số giải trí cao nó sẽ họ như vậy, hiểu chưa? Rồi. Chỉ số tâm linh là những người cao thì thường hay có trí hay hay hay, hay 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 tò mò, có cái tính tò mò nhất định đó. Hoặc là đặc biệt là những cái vấn đề về huyền bí, như ví dụ như là về ví dụ như là thần Phật này, hay là UFO hay là chẳng hạn, ví dụ như thế. Tuy nhiên nó có một cái phần nữa là cái chỉ số tâm linh này là ví dụ là người ta mang, ví dụ là nó hơi có phần về đức tin một tí, hoặc là những người họ biết gọi là trải nghiệm về về cái gọi tĩnh lặng của bản thân này, ví dụ như thế. Nói chung là nó hơi hơi có xu hướng thiền một tí, là những người tâm linh là thay thế đó. Cái này thì nó còn không cần để ý, quan trọng lắm đấy. Tuy nhiên là có mấy cái chỉ số của con là nó hơi thấp một tí, là cái chỉ số thông minh về thông minh IQ và toán học này nó hơi thấp một tí. Con có thấy là mình về cái vấn đề về về gì nhỉ, về tiền nong hay là những cái sự tính toán gì đấy là con hơi hơi ù ì, hơi chậm không? Thế Có không? con rất ngại khi vừa cập tiền thì Ừ, việc rất ngại liên quan tiền nong đấy. Cái chỉ số kinh doanh này thì nó nói về cái vấn đề ví dụ là tố chất hay là gì đó đấy, nhưng mà cái thông minh là toán học này nó liên quan đến con số, bất kỳ cái gì về con số là nó sẽ gây cho mình một cái trở ngại nhất định. Ví dụ bây giờ thực ra là môn toán có thể con học lớp con rèn luyện như này như kia, nhưng mà
những cái bạn mà có hiệu, ví dụ thôi nhé, có chỉ số thông minh IQ cao học này cao hơn là những cái bạn ấy rất là nhạy cảm, những các bạn đấy là có đưa ra những phương án rất là nhanh, mình có thể mình học được, hoặc là mình những cái liên quan con số là mình có thể làm được, nhưng mà mình rất là ngại, đặc biệt liên quan đến tiền nong hoặc là cái tính toán so đo thiệt hơn những người khác thì mình không hay thế, đúng Ừ. không? Ừ. Những người mà có chỉ số thông minh cao hoặc là IQ cao mà toán học thì những người đấy thường rất mạnh về chi tiết, và những người đấy là đôi khi là họ hơi so đo tính toán và nhỏ mọn đấy. Còn gì mà cháu và cậu thì ở đây là ở mức rất là tốt, tuy nhiên nó không phải là vượt trội như anh kia, nên là con thì cậu nghĩ là bản thân mình là người không phải là quá so đo tính toán, mình là đại lượng, mình cũng cần, và mình ngại trong cái việc tiền nong, những cái việc tế nhị liên quan con số là mình không thích, đúng không? Ừ. Tiếp đến là chỉ số sáng tạo vượt khó, thứ 89 trong dưới hai chỉ số, trong số 9 chỉ số thì cái hai cái này còn là hai cái đứng cuối, mặc dù là nó không phải là ở cái mức ít vượt trội, tuy nhiên là nó xếp, do nó xếp cuối thì nó sẽ không thể nào vượt trội như cái EQ cảm xúc này được. Con có cảm thấy là mình các cái phương án là mình đưa ra để thực hiện công việc thì đôi lúc nó hơi bí, và con nhanh nản chí đối với các cái việc mà con thực hiện hơi khó khăn, con có thấy thế không? Ừ, hơi có đúng không? Thế tuy nhiên Được. là này, cái hai cái này ấy, nó lại kết hợp với cái chủng vân tay của con là chủng đại bàng lưỡng cực này, con có rất nhiều chủng đại bàng. Chủng đại bàng là những người như thế nào, những người là có mục đích, xác định mục đích rõ ràng này, có quyết tâm cao này, thì cái chỉ số vượt khó này của con vẫn ở là ở mức khá. Thế nên là mặc dù mình là một người hơi bí về cái phương thức thực hiện và cũng hơi có kiểu có gian nan bắt đầu nản, tuy nhiên là mình khi mà mình đã đề ra mục tiêu thì vẫn là người mà cố gắng hoàn thành. Tuy nhiên là sẽ có cái xu hướng là dễ bỏ cuộc hơn với những người mà có chỉ số vượt khó cao, sáng tạo cao đấy, nó là như thế nhá. Có thấy thế không, có thấy mình như vậy không? Có Đấy, thì cái này cũng là một cái khá là quan trọng trong cái việc mà mình thấu hiểu cái tính cách của mình, để làm sao mà là những cái nhược điểm để mình cải thiện, đặc biệt là bây giờ mình là đứng trước ngưỡng cửa, cái bước ngoặt của việc về chọn ngành học này, cái việc cuộc đời này, xong này mình ra xã hội, thì khi mình biết nhược điểm của mình hiểu cái nhược điểm này của mình cải thiện thì mình sẽ càng ngày mình càng đi lên, chứ không phải là bây giờ là mình cứ phó mặc cái nhược điểm của mình như thế, mình ôi giời lúc nào mình cũng là người như thế rồi thì mình buông xuôi, thì không phải như thế. Đấy, cái phần này thì cũng nhớ cho cậu nhé. Ừ. Ok, đấy, cái chỉ số 9 số cơ bản là mình đã lướt qua rồi, thế nó cũng một cái khá là quan trọng đấy. Còn tiếp đến là cái phân tích hai bán cầu não nhé, bán cầu não trái, bán cầu não phải, thì con là có xu hướng sử dụng bán cầu não trái nhiều hơn so với bán cầu não phải, thì nó có cái độ chênh nhất định, thì mình có xu hướng là sử dụng cái bán cầu não bên kia nhiều hơn để mà mình giải quyết vấn đề. Thì con thấy các cái người ta chú thích ở đây không? Đây không? Ừ. Thì cái vấn đề là những cái bán cầu não trái này thì thấu hiểu bản thân này, các kỹ năng về số học, cái này chỉ người ta nói vi chung thôi. Còn nó sẽ có một số cái đặc điểm mà khi ra 10 đầu 10, 10 cái ngón tay của mình ấy, nó mới là cái nó cụ thể hơn. Cái này người ta chỉ ghi chung thôi. Đấy, nó có liên quan đặc biệt đến các cái thùy não của con và 10 cái dấu vân tay. Đấy. Thì cái này thì mình sẽ có thể hiểu là xu hướng của mình là thiên về não trái. Đấy. Đây người ta khi chú thích này, là thích hợp với kiểu tư duy phân tích, suy luận, đánh giá. Đấy, còn đây đúng không? Lúc trước cậu nói là mình có hơi có xu hướng về 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 phân tích các sự vật sự việc, đúng chưa? Đấy, con sẽ hơi lưỡng lự khi về về sa đà phân tích, đúng không? Đấy, thì cái mặt cầu não này đấy, nó lại nói rõ hơn về cái việc đấy của con này. Đấy, việc phát triển tư duy thiên về não trái, tập trung vào số liệu, dữ kiện, kết quả cụ thể và tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề. Đấy. Cái này thì thực ra là nó cũng là một cái tổng quan thôi. Đấy, thì con hiểu như thế nhé. Đấy, năm thùy não. Thì năm thùy não này con đã nhìn rõ chưa? Đã lần trước các đọc cái này chưa? Ừ, đọc rồi. Đây thì mình sẽ có các thùy này, thùy trước trán này, thùy trán này, đấy, thùy đỉnh này, thùy thái dương và thùy chẩm, thì nó sẽ tương đương với các vùng này. Thì ở đây người ta sẽ có các chỉ số của con, các chỉ số này. Đấy. Thì người là có trên 25% người ta gọi thùy thiên bẩm, và mình sẽ có xu hướng sử dụng các cái thùy đấy, thùy mà thiên bẩm đấy để giải quyết vấn đề. Thì đây là của con là cái thùy thùy trước trán, là vùng về khả năng nhận thức con là 26,53%,
nó vượt trội ở đấy. Thì sao? Kiểm soát cảm xúc, thấu hiểu giá trị bản thân và cuộc sống, tự giác lập kế hoạch, khả năng thiết lập mối quan hệ và dự đoán tình huống xã hội. Đó. Thì con là có năng khiếu về cái việc này. Và các cái vùng khác như là về phân tích hay là vận động và thị giác và thính giác của con ở mức bình thường và nó kém vượt trội hơn so với cái việc đấy. Con thấy có mình dụ như là thiết lập mối quan hệ với các bạn mới hay là gì đó nó khá là nhanh và mình duy trì các mối quan hệ nó khá là tốt không? Có Ừ. cơ ai con cũng chơi được. Đang chơi được. Bạn có nghĩa là kể cả các bạn mà nó không 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 phải là tốt lắm chẳng hạn thì mình vẫn duy trì được cái mối quan hệ xã giao và khiến cho những người đấy không ác cảm với mình, không gây ra những khó khăn cho mình. Đấy. Nó sẽ ở cái trạng thái như thế, đúng không? Đấy, ngày xưa cậu cũng như thế. Bạn xấu cũng được, vẫn nói chuyện với chúng nó bình thường, mình không có gì kỳ thị hay là thể hiện ra mặt là mình không ưa chúng nó để nó ghét hay là nó gây ra ví dụ nó tấn vào mình chẳng hạn đấy. Ví dụ như thế, bởi vì cậu con trai mà, đúng không? Con gái thì nó đỡ hơn. Đấy, thì cái này kiểm soát thấu hiểu cảm xúc giá trị bản thân. Đấy, thì nó liên quan chặt chẽ đến việc 10 đầu ngón tay của con và cả về cái EQ của con nữa. Lúc đầu mình nói EQ là những người thấu hiểu cảm xúc. Đấy, thì cái này nó liên quan chặt chẽ, con thấy không? Cái vùng này của con phát triển nó là thiên bẩm thì nó dẫn đến là con có EQ khá là cao, được chưa, đúng không? Đấy, mình lướt qua phần này nhé. Đấy, Vâng. đây sâu vân bộ vân tay của con này. Đây các bạn vân tay, đây là các cái vân tay mà người ta gọi là hình ảnh thì mang tính chất minh họa đúng các cái chủng mà con có sở hữu tay trái và tay phải của con này. Đấy, mà hôm trước cậu lấy đấy, con cũng nhìn rồi, mình cũng demo rồi, đúng không? Ừ. Đấy, thì bây giờ cái phần quan trọng là khám phá 10 vùng chức năng này. Thì có hai ngón cái và hai ngón trỏ là đại diện cho hơn 90% tính cách của mình là nó có điểm ở vùng này. Những cái vùng khác, các chủng vân tay nó sẽ là các vùng chức năng khác chủ yếu liên quan đến vấn đề về về các kênh đầu vào và cơ thể của mình hơn là những cái vẫn liên quan đến vấn đề suy nghĩ, liên quan đến cái vấn đề về tính cách, những cái phong cách của mình. Là bốn con này là nó chủ đạo. Và trong 10 cái vùng chức năng này thì cái tỷ lệ vân tay ở trên các ngón đầu ngón tay của con là người ta sẽ xếp hạng từ 1 đến 10. Đúng chưa? Đã nhìn các số chưa? Rồi. 1 2 này thì con đứng đầu, hai cái đứng đầu của con là hai ngón cái quản lý lãnh đạo là có cái tỷ lệ neuron thần kinh là tập trung cao nhất. Để nói rằng là cái vấn đề con là người có tố chất về người quản lý, về tố chất về lãnh đạo là sao, là những người vẫn có cái tố chất về quản lý lãnh đạo này là những người mà có cái những cái cách nhìn khi mà đứng ở trong một đội nhóm, là những người có thể là đưa ra kế hoạch này, vạch ra những cái chiến lược này, đưa ra những cái phân công công việc để người khác người ta thực hiện và quản lý những cái nhân lực đấy. Con có thấy là ví dụ như đưa ra một cái nhóm học này, có khi có một số đôi bạn một vài bạn trong nhóm của con các bạn không biết làm gì thì con sẽ là người đưa ra các cái việc cho các bạn làm, hoặc là con có xu hướng là góp ý này, đưa ra những cái chiến lược cho các bạn để làm không? Ví dụ như thế không? Ừ, có đúng không? Đấy, mình là người quản lý lãnh đạo. Có cái tố chất về đấy. Đấy. Riêng về các cái thế Quỳnh thì con thấy mình có về các cái vấn đề vận động như nào? Con có thấy mình là người có khéo tay không? Tự nhận mình là như nào? Con thấy con không thấy tay Không lắm. khéo, không khéo tay đúng không? Đấy thì nó kể về vẫn vận động này, vận động thô và vận động tinh là hai cái. Vận động thô này là cái thể hiện là cái cách cái về hình thể của mình này, còn vận động tinh là cái khéo léo của các cái đầu ngón tay. Thì cái này của con là xếp thứ 9. Cái vận động tinh thì những người mà bảo là có đánh giá về khéo tay là các người có vận động tinh rất là cao đấy, thì có cái này con là xếp thứ 9 thì cái đấy không phải là thế mạnh của mình lắm nhé. Ừ. Ok đấy. Và các cái ngón về ngôn về đứng thứ tư là về ngôn ngữ. Ngôn ngữ là cách hiểu, hấp thu hiểu biết và truyền đạt ngôn ngữ. Cái này là con cũng có cái tố chất về cái này là đứng thứ tư. Thế tuy nhiên thì con sở hữu cái chủng vân tay là đại bàng mục tiêu là WF này, thì những cái gì mà con đã chuẩn bị trước này, hoặc là những cái chủ đề mà con thích là con đã tìm hiểu, con có hiểu biết thì con sẽ nói rất là tốt. Tuy nhiên là ngoài cái vấn đề đấy ra hoặc là lan man hơn một tí thì nhiều khi nó không phải là cái thế mạnh của con. Có thể có một số bạn là người ta cái gì cũng chém được, hỏi ra cái ngoài lề thì ok vẫn nói được, nhưng mà mình thì những cái đấy nó hơi hạn chế. Mình là khi mà đã nói về một chủ đề mình tập trung vào chủ đề, mình không phải là những người mà có thể là
nói dai và nói dài hay nói nhiều về một cái việc gì đấy. Mình là người lúc nào cũng có mục tiêu trong cái việc truyền đạt về ngôn ngữ qua cái kênh thông tin đấy. Con có thấy mình như thế không? Có Ừ. con thấy nói cái gì kiểu nó ngắn gọn dễ hiểu Đúng rồi, xúc tích thế thôi. nào Đấy. con. Đấy, cả về cái nghe cũng thế, cảm âm của con, cảm âm thì đây cũng vẫn là cái đại bằng mục tiêu. Con nghe thì con chỉ nghe những cái gì con thích và những cái gì con muốn nghe. Còn lại những cái khác thì con sẽ không để tâm, mà con cũng có thể là đôi khi là mình hơi thiếu kiên nhẫn trong việc lắng nghe. Có thấy thế không? Nhưng môn nào mà con thích thì Ừ. rất dễ hiểu, Rất còn dễ, rất tập trung. những môn nào mà con kém hơn thì cô giảng thì không hiểu lắm. Khó bắt đầu đúng đấy, cái này thì mình sẽ phải cải thiện nhé, bởi vì là cái ngôn ngữ cảm âm cái này của con, là cái phong cách của con là đều rất là mục tiêu. Thế nên là khi mà ngoài lề hay là bất kỳ cái gì con không thích là con sẽ thiếu kiên nhẫn trong cái việc là nói cho người khác hoặc là nghe của người khác nói với mình. Đấy, thì cái này con sẽ phải cải thiện dần đấy, nghĩa là mình có kiên nhẫn hơn trong lắng nghe, hoặc là mình kiên nhẫn trong việc truyền đạt cho người khác. Thì khi đấy mình sẽ đạt được những cái lợi thế trong bất kỳ một cái gì về vấn đề cuộc sống, bởi vì là giao tiếp nó là cái gọi là khác biệt của cái xã hội của ví dụ như là loài người động vật bậc cao này. Cái giao tiếp là cái cực kỳ quan trọng. Khi mà con duy trì các mối quan hệ với bạn bè xung quanh này, hay là với người thân này, hay sau này ví dụ như là là vợ chồng chẳng hạn. Đấy. Cái phong cách của mình như thế. Nên mình phải cải thiện cái này nhé. Vâng. Ừ. Đợi một chút nhé. Để cậu ao cái mít này, để xem cậu nói thêm cho con cái gì này, sắp hết giờ rồi. Hôm nay cậu nói hơi nhiều một tí nhé. Xong cậu lại Vâng. gửi lại link cho con tiếp bây giờ nhé. Vâng. Ok. Ok, tiếp tục nhé, cậu lại bật lại màn hình nhé. Đấy, tiếp là về cái ngón này, ngón quan sát của con là đứng thứ ba. Ngón quan sát này là ngón đứng thứ ba về trong các xếp chỉ số vân tay. Thì cái này, cái kênh nhìn của con khá là tốt, lúc nãy thì mình đã phân tích rồi. Đó. Và cái này có tỷ số vân tay là đứng thứ ba trong số các cái ngón tay của con, và nó mang cái chủng vân tay là VKT, là chủng đại bàng, cũng là đại bàng mục tiêu. Thì cái này cái phong lần trước là cậu cũng nói rồi, con chắc là cũng vẫn nhớ là cậu nói là cái quan sát này của con là quan sát nó cũng rất chi là mình có cái tính xác định cái mục tiêu của mình quan sát những cái gì, mình ấy là mình có trọng tâm trọng điểm, mình nhìn vào đấy mình xác định được là mình muốn lấy cái thông tin gì qua kênh quan sát, thì là mình sẽ tập trung vào nó chứ mình không để ý những cái gì lan man. Đấy, hôm trước cậu bảo là hỏi con là lúc đi đường thì con chỉ tập trung đến đường, đến trường, đường con đang đi, chứ còn ví dụ như là nhà cửa cây cối xung quanh hay là cái bạn nọ bạn kia đang đi trên đường hay ngược chiều gì con hầu như không để ý, đúng không? Ừ. Đấy. Như thế gặp người ta còn bảo là mình chẳng cơ. Đấy, mình chảnh, mình đi gọi mình cứ đi 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 thẳng thôi. Mình không để ý xung quanh, mình gọi là mình đang định đường, mình đang đi với bạn này chẳng hạn. Mấy ông kia chào ngạn mình đích biết, mình không để ý, chả để ý là mình đã nhìn thấy cái ông kia hay ông nào cả, mình không quan tâm. Thế là người ta đánh giá mình là kiêu, là không tôn trọng người ta, đi mặt cứ ghếch lên, cứ vác lên đấy, mắt cao hơn đầu. Đấy. Thì cái này nó là liên quan đến cái phong cách của cái chủng vân tay của mình. Cái này đôi khi nó cũng hơi khó cải thiện, tại vì nó hơi ngấm vào máu rồi. Thế nhưng tuy nhiên thì cái này mình muốn cải thiện, thì cái phong cách quan sát của mình thì đôi khi là mình nên có một cái nhìn tổng quan. Bao giờ con đi đến một môi trường mới hay là con đi ra một cái không gian nào đấy, con nên có cái sự gọi là
tổng quát đánh giá cái phần thông tin ở ban đầu ở một cái bên ngoài đấy, rồi con hãy chú ý vào cái vòng mà con muốn đấy. Con trước khi quan sát một cái gì, con hãy có cái một cái trong đầu như thế, một cái để hình thành một cái phản xạ nhé. Đấy, em ví dụ như là bây giờ con cậu giả dụ sau này là con đi phỏng vấn xin việc đi chẳng hạn, nên con vào đi vào trong phòng, đi vào trong phòng thì ví dụ như bây giờ là con đang có mục tiêu bây giờ là đi vào đấy để phỏng vấn, để trả lời phỏng vấn kia, là con thẳng tưng con đến ngồi vào cái ghế này, ngồi con đối diện với các cái người phỏng vấn mình đấy, ngồi thẳng đấy và tập trung vào chủ đề. Nhưng mà có một số người khác, người ta sẽ khác với mình là mở cửa phòng, người ta quan sát các cái những cái người mà chuẩn bị phỏng vấn mình, người ta có một cái đánh giá nhất định là về gương mặt, về phong cách, về về ví dụ như quần áo hay chỉnh chu hay như thế nào, để người ta biết được, phán đoán cái phong cách của cái người đối diện của mình, để mình đưa ra một cái phương án để mình tiếp cận với người đấy. Đấy, một số người họ sẽ có những cái điểm mạnh như thế, đặc biệt là con là một người có cái EQ, có cái cảm xúc rất là tốt, thì con nên cải thiện cái vấn đề quan sát của mình để mình đạt được nhiều cái thông tin hơn, đạt được nhiều những cái mà con có thể có được qua cái việc mình quan sát, thì con sẽ tận dụng được những cái cảm EQ, cảm xúc của con để con xử lý cái vấn đề đấy nó toàn vẹn hơn, hiểu không? Ừ, đấy. Cái con thẩm mỹ này, con đứng số 10 này. Con tự nhận về cái thẩm mỹ này, phối màu ăn mặc của mình như thế nào? Em thấy nó bình thường. Bình thường đúng không? Mình thử theo cái phong cách là nó hơi giản dị một chút, mình không quá chú trọng về về ăn mặc đúng không? Tuy nhiên thì cũng cũng có hơi có cái cầu toàn một chút, hoặc là có cái sự chỉn chu nhất định về bản thân mình hoặc là những người xung quanh không? Con có thấy thế không? Những người mà ví dụ ăn mặc là hơi lôi thôi, hay là những người mà ấy, thì con có vẻ là mình hơi không thiện cảm một chút. Ừ. Con thích cái sự gọi là nó nhìn trông nó hơi cái gì, nó phải nó hơi cân bằng một tí, nó hơi ngăn nắp một chút. Ví dụ như là đặt cái này lên bàn này, con phải đặt sao cho nó cân này, nó vào chính giữa, hay là ví dụ như thế. Có như vậy Có không? kiểu Kiểu như làm cái gì kiểu nó cứ bị hướng mọi thứ nó theo một chủ nghĩa hoàn hảo, đấy, đúng đôi rồi đấy. khi làm thế xong rồi các bạn bảo là làm gì có cái gì hoàn hảo đâu mà xong rồi suốt ngày như thế. Ví dụ Nhưng bây giờ như con đang nói chuyện với các bạn nhé, có mấy cái bút ở bên cạnh con, con phải làm sao mà con vừa nói chuyện này, nhưng mà tay con vẫn cầm cái bút, con đặt sao cho nó ngay ngắn đấy, quyển sổ của con này gấp, con phải nó đặt nó song song với các cạnh của bàn hay gì đấy, chứ còn ngồi nó sộc sạch hay là bàn ghế nọ kia nhìn trông mình ngứa mắt, mình ghét, mình không thích đấy, thế đúng không? ví dụ như là kê cái gì hai ở giữa thì phải đứng chính giữa, đúng từng cm một, Đúng nếu từng rằng phải lấy thước ra để đo xem nó có ở giữa không. đấy, cái thế nên là cái phần khám phá 10 vùng chức năng này nó quan trọng. Vì sao? Thì nó mình hiểu được cái phong cách của mình tại sao như thế. Tại vì cái này là của cái ngón thẩm mỹ của con này, nó là chủng WSE, là một cái chủng vân tay mà người rất chi là có cái sự cầu toàn, có cái sự chỉn chu trong bất cứ một cái công việc gì đó đấy. Cái này khi mà cái chủng vân tay nào nó ứng trên cái ngón đấy thì nó sẽ mang phong cách của chủng vân tay đấy trên cái vấn đề đấy. Đấy, như con là cái vấn đề về cảm âm hay là về ngôn ngữ của con là mang cái vấn đề nó lại bằng mục tiêu, là tất cả cái gì con là theo một cái trục thẳng đứng, cái gì là đến như một đường thẳng ấy, tất cả những cái gì của con như một đường thẳng, con là mắt thì nhìn thấy mục tiêu là con đi thẳng đến nó đấy, nó như thế. Thì cái ngón thẩm mỹ của con này là cái nhóm WSE, là nó là cái nhóm của những người cầu toàn. Đấy. Đặc biệt là cái vấn đề về về quan sát những cái gì lọt vào mắt con, là con sẽ có tính cầu toàn như thế, nó thể hiện là như vậy. Thế nên là khi mà mình hiểu được cái phong cách này của mình, là mình sẽ khi mà mình thấu hiểu bản thân hơn thì mình lý giải được cái hành động của mình nó có nguyên do hay là như thế nào đó, thì mình làm cái gì nó cũng dễ. Con có thấy như thế không? Con có hiểu cái vấn đề đấy không? Ừ, đấy. Còn tiếp đến là cái vấn đề về logic và tưởng tượng. Hai cái ngón trỏ của con là nó đứng thứ 5 và thứ 7, là logic và tưởng tượng. Hai cái này nó quyết định những cái suy nghĩ trong đầu của con là theo phong cách như nào, là cái này hai cái trục nước xuôi này. Trục nước xuôi là những người như nào, những người
có người ta nói là những người gọi là giàu lòng yêu thương này, tình cảm này, giàu đức hy sinh, đơn giản và hay chịu thiệt về mình, ít khi so đo tính toán đấy. Và suy nghĩ thì nó thường hay có cái suy nghĩ là nó đơn giản, không 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 đôi khi là nó hơi lan man và nó không quá chi tiết vào cái vấn đề về tiểu tiết đấy. Cho nên là những người mà có chủng nước ở hai ngón tay trỏ thường là những người hay không 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 đặt nặng cái vấn đề so đo tính toán, thường là những người đại lượng. Còn thế còn dĩ nhiên là các cái bạn mà ví dụ có thì mình thường hay hay hay, hay xòe xòa trong cái việc ấy, thôi thế cũng được, hay là các bạn này thế nọ thế kia thì mình cũng không chấp nhận, mình không khi là mình thù dai hay là mình ghét bạn nào bạn kia, mình bao giờ cũng cố gắng là dĩ hòa vi quý, cố gắng là để tránh những cái hạn chế xung đột với các bạn. Con có thấy mình như thế không? Có, nhưng mà bạn nào không mình không thích thì mình cũng không thích chứ. Không, cái đấy bạn nào không thích mình vẫn không thích, thế nhưng mà mình sẽ tránh xung đột với những người đấy, đúng không? Nghĩa là không tiếp xúc ạ. Được, không tiếp xúc đấy. Và nó là một phần cái tính cách của con là hai ngón này, và chủ đạo hai ngón cái của con là VKC và VKD là hai trục đại bàng nhé, là đại bàng lưỡng cực. Nó trước cậu nói rồi là hai cái đại bàng này là mình là người, con là một người xác định mục tiêu rất là rõ ràng. Thế nên là yêu ghét của con, mặc dù con là người hòa đồng đấy, một người mà thấu hiểu cảm xúc của người khác và ai con cũng chơi được, thế nhưng là yêu ghét còn là khá là phân minh rõ ràng, nghĩa là bản thân con có thể nói chuyện với người con không thích, tuy nhiên là đã không thích là không thích, ấn tượng như thế nào và gieo vào trong đầu như thế rồi, ít khi mình thay đổi. Và cái đánh giá về một con người của mình là đã không thích thì thôi, một là không giao tiếp, hai là chỉ hạn chế, đúng thế, như thế không? Đấy, mình là người yêu ý rõ ràng đấy. Về VKC và VKD này thì là những người con là một và có sử dụng rất rất nhiều các cái chủng đại bàng, nên có thể bề ngoài cái vận động thôi, động tinh này thể hiện bề ngoài con là hay là cái suy nghĩ của con là một người có mang chủng nước xuôi, là những người có thể nhẹ nhàng tình cảm đấy, nhưng mà bản chất của mình thì vẫn là rất người mang cái tính mạnh mẽ này, quyết đoán này, có quyết tâm này, và biết xác định mục tiêu, biết xác cách mà đạt được mục tiêu, và là người không phải là người giống như kiểu là dễ bắt nạt hay là người người mà ai bảo sao nghe vậy, mình có chính kiến của riêng mình, đúng không? Đôi khi con có thấy mình có hơi bướng một tí Có không? hơi bảo thủ. Hơi bảo thủ. Đấy, cái quyết định là do cái chủng đại bàng con là hai ngón cái. Thế là đại bàng bao giờ cũng là như thế, có chính kiến, quyết tâm cao, có tính hiếu thắng, nhưng mà là những người mà hơi khó góp ý, là những người mà con vì có chính kiến rất là tốt nên là để những người khác mà lay chuyển cái ý kiến của mình hay là những người tác động đến cái gọi là ý kiến của mình phải là những người giỏi hơn mình này, những người có cái lý lẽ thuyết phục hơn mình, hoặc là những người thân yêu nhất với mình, thì những người đấy mới có thể là xoay chuyển những cái cục diện, xoay chuyển những cái ý kiến mà mình đã đưa ra, những cái mục tiêu mình đặt ra, đúng chưa? Thấy đúng không? Đấy, thì cái vùng này nó quyết định cái 10 vùng chức năng này, nó cũng thể hiện ra vừa là cái tính cách của mình, phong cách của mình, cách mà mình ứng xử với những cái môi trường xung quanh, cách mà mình gọi là thể hiện bản thân hay những suy nghĩ trong nội tâm của mình. Thế hôm trước cậu nói là con có cái ưu điểm là đấy, như thế là người đại bàng mạnh mẽ, quyết tâm, mục tiêu cao. Thế tuy nhiên thì vì của con là có đại bàng lưỡng cực, là chủng đại bàng lưỡng cực là VKC và VKD, là những người mà hay bị giày vò bởi cái tiêu chuẩn kép, mình có khả năng và có khả năng này, có ưu điểm là mình làm được rất nhiều việc cùng một lúc, mình đặt ra nhiều mục tiêu, mình có thể hoàn thành nhiều một lúc, nhưng mà đôi khi những cái đấy mình muốn vì đặt nhiều mục tiêu một lúc nên là mình sẽ hay mệt mỏi. Mình sẽ hay mệt mỏi khi mình cố gắng hoàn thành ấy, mà con thì lại có chỉ số về sáng tạo và chỉ số vượt khó lúc nãy là nó hơi thấp một chút, nên là đôi khi mệt mỏi là con sẽ hay nản chí. Có đúng không? Đấy, thì khi mà mình hiểu được cái nguyên lý mình là một người có cái sự cầu toàn này, có cái tính ấy mà gọi là ôm đồm, thích làm nhiều việc cùng một lúc, mình hiểu, khi mình hiểu mình là bản thân mình là người như thế thì mình sẽ xác định rằng là mình ôm đồm quá, thôi thì mình cứ xác định lại mục tiêu, mình chia nhỏ ra, hôm nay mình làm thế này mình hoàn thành rồi thì cái mục tiêu kia mình hoàn thành tiếp, như thế mình sẽ
Thứ nhất là con vừa đỡ mệt mỏi cho con cả về mục tiêu này, cả về cái quá trình thực hiện. Mà khi mà con hiểu rằng là khi mà mình bây giờ mình nhắm với hai cái đích thì bao giờ là mình cũng cũng sẽ khó để mà có tập trung toàn tâm toàn ý vào cái gì đấy, thì cái mục tiêu ở cái hiệu quả mình đạt được là nó sẽ thấp hơn, đúng không? Đấy, thì cái lưu ý của những người mà như con có cái chủng VKC VKD này là bao giờ mình cũng nên chia nhỏ mục tiêu của mình ra, mình hoạch định nó rõ ràng. Đấy, mình ghi chép những cái mục tiêu, mình đặt những các kế hoạch có một cách rõ ràng, cái gì trước cái gì sau, thì nó sẽ giúp con trong cái bất kỳ một cái kế hoạch định gì là mình sẽ thực hiện nó tuần tự, nó sẽ có nó sẽ có cái tận dụng được tất cả những cái ưu điểm mà con có và hạn chế cái nhược điểm mà con mắc phải. Đấy, cái này thì mình thấy cải thiện nhiều nhất là về cái vấn đề đưa ra cái xác định được cái mục tiêu ít thôi và đúng phù hợp. Đấy, kèm theo nữa là kế hoạch rõ ràng và bản thân thì cũng phải rèn luyện cái tính kiên nhẫn một chút, tính cố gắng, mỗi ngày cố lên một chút, mỗi ngày cố lên một chút. Thì rèn luyện thì cái cải thiện được cái khả năng, cái khả năng vượt khó của con. Vì sau này bao giờ người ta đi làm, người ta sẽ đánh giá ở một cái nhân viên, thứ nhất là làm được việc, thứ hai là giao cho công việc gì người đấy hoàn thành được, hoàn thành đến cùng. Đấy, thì là những người đấy sẽ có nhiều cơ hội mở ra cho người ta hơn, đúng không? Bản thân mình thì bất kỳ nhất chỉ học tập hay là sinh hoạt trong gia đình đấy, chứ nữa là ra xã hội, đúng không? Con thấy thấy cái đấy nó chính xác không? Cảm Ừ, đấy, để mình hiểu cái nhược điểm của mình như thế, để mình cải thiện. Ừ. Đây này. Đấy, ví dụ như là các cái ngón đấy là cái ngón R1, R1 là ngón gì? Right. Right bên phải, ngón R1 đây, nội tâm quản lý. Người ta nói là ngón nhận thức nội sinh, nhận thức về bản thân, về nhu cầu, về mong muốn, về năng lực. Còn là ví dụ như cái ngón đấy là nó sẽ thể hiện cái cách mình xác định trong đầu mình đối với nội tâm, đối với bản thân của mình là như thế nào. Cái ngón này, con L1 này, để là đứng số 2 của con này, là cái thiết lập xây mối quan hệ nhìn nhận, nó bắt là cái cách là người ta gọi nhận thức công thức ngoại sinh, là cái cách mà con ứng xử với người xung quanh, cái cách mà con phản ứng lại với những cái môi trường của mình, cái cách mà con đưa ra những cái mà gọi là mình phản hồi lại đấy. Đấy, thì đây là hai cái ngón chủ đạo này. Đây, cái này xong rồi con sẽ đọc kỹ hơn về những cái này nhé. Đấy, là các cái ngón này là nó có chức năng gì. Đấy, cậu lúc nãy cậu cậu đọc ra, cậu phân tích nói ra các cái phong cách, cái tính cách của con là cậu đọc qua từng cái chủng vân tay trên ngón một đấy. Đấy, có nhớ không những cái đấy con vừa rồi cậu nói, có cái gì mình cảm thấy khó hiểu hay khó nhớ không? Con vừa nãy con nhớ sương sương chứ Nhớ còn sương sương. Nhưng mà nói thật như này này, cái đấy mình nhớ, đặc biệt là mình nên nhớ nhất đấy, trong cái quá trình mà cậu nói là những cái nhược điểm của mình ấy, là cái đấy là mình đôi khi mình nhận thức cái nhược điểm của mình nhận thức những cái đấy, đôi khi mình không nhận thức nhược điểm của mình là một, đôi khi là mình có nhận thức được nhược điểm nhưng mình không chịu cải thiện là hai. Thì những cái mà cậu nói, những cái vừa rồi mà có thể là những cái không tốt của con ấy, đấy, hoặc là những về cả cái phong cách hay gì đấy, thì những cái đấy con nên ghi nhớ để mình cải thiện đó. Ok. Đấy, phần này thì có cái thắc mắc gì không? không. Không à? Rồi. Thế thì cái phần này mình đã lướt qua rồi nhé. Đấy. Cái này thì xong con sẽ có thời gian một chút, con sẽ đọc kỹ hơn từng cái này đấy. Người ta ghi đây, đại diện cho cái gì gì này. Đấy. Rồi là cái này là người ta chú thích là cái gì này. Đấy. Thì khi mà con xong sẽ nhớ những cái mà cậu đã nói về cái tính cách, cái phong cách của con qua từng cái này, thì con sẽ lại mình sẽ hiểu rõ ràng hơn đấy. Ok. Ừ. Cái này thì tiếp đến là cái chín cái loại hình thông minh. Con đã hiểu qua về chín loại hình thông minh chưa? Có hiểu Điểm thuyết mạnh của mình ấy ạ. đứa thuyết đa thông minh có nghĩa là như này này. Có nghĩa là ngày xưa người ta đánh giá là các cái bài đánh giá về IQ. Nghe bảo là bảo cái bài các bài test ấy, đánh kiểm đánh giá cái chắc IQ con biết đúng không? Con có thỉnh thoảng làm cái bài đấy không? Cái đấy nó chỉ là một phần của các loại trí thông minh thôi. Đấy, trí thông minh về logic toán học, những người mà có cái nhạy cảm về con số này, có những người mà là những người mạnh về con số này, như nào toán học này, những người mà đưa ra những khái niệm này, người ta phân tích nguyên nhân hệ quả của một vấn đề
Đấy, thì cái đấy nó chỉ là một phần của trí thông minh, còn đây nó có rất nhiều các loại trí thông minh ở đây: nội tâm này, tương tác, ngôn ngữ, âm nhạc, logic, thị giác, thiên nhiên, vận động, hiện sinh. Đấy, nó có 9 loại như thế này cơ. Thì mỗi người sẽ có cho mình một đến một vài cái trí thông minh vượt trội, và những cái khác là nó ở ở mức thấp hoặc là trung bình. Đấy, thì của Quỳnh là con là có đứng ba cái đứng đầu, con là nội tâm, tương tác và ngôn ngữ là ba cái điểm mạnh của con. Thì những người mà có cái điểm mạnh về nội tâm, tương tác, ngôn ngữ này là những người có cái xu hướng rất là có mạnh mẽ, hay là có cái ưu thế trong cái việc là thấu hiểu người khác này, giao tiếp với người khác này, và sử dụng những cái lời nói của mình để tác động với người khác. Và khi cái và trong các cái trí thông minh này, khi nó có qua những cái đứng đầu đấy, thì sẽ dẫn đến là cái nghề nghiệp ở đây là nó sẽ phù hợp như thế nào đối với cái 9 loại trí thông minh đấy. Đó. Còn con có ba cái thông minh cao nhất là nội tâm, tương tác và ngôn ngữ. Đó. Những cái này thì các cái đề phần này người ta đã chi người ta đã chú thích ở đấy rất là rõ, con sẽ đọc thêm cái này để tìm hiểu nhé. Vâng. Ừ. Đấy. Còn về logic toán học thì với lại mấy các cái thiên nhiên này là sẽ xếp hạng đấy, thì nó hơi thấp một chút. Thì những cái này không phải cái điểm mạnh của con, thì mình những cái không phải là điểm mạnh thì mình sẽ hạn chế cái nhược điểm đó, mình có thể là mình không 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 để nó gọi là quá tồi thôi, nhưng mà bao giờ thì hạn chế nhược điểm và nâng cao cái ưu điểm. Con nên trau dồi thêm về cái về về cái vấn đề tương tác và ngôn ngữ của mình. Cái nội tâm thì như thế nào, nội tâm mình làm sao để cho cái nội tâm mình suy nghĩ nó trưởng thành này, những cái suy nghĩ nó chín chắn này. Con là một người có cái tính phân tích khá là cao, nên là khi mà có một cái sự việc vấn đề gì về thì bao giờ con sẽ đúng đắn này, trước sau đúng sai nó rõ ràng. Đặc biệt là con đã là một người rất là rõ ràng rồi, đúng không? Con phân định ranh giới rất là rõ, bởi vì là người mà có nhiều tính đại bàng như con này, nhiều chủng đại bàng này, những người là rất chi là quyết đoán, là mạnh mẽ, nên là cái gì mà nó cứ ở cái mập mờ ấy thì là không thích đâu, đúng không? Ừ. Đấy, trí thông minh về thiên nhiên, đây là trí thông minh thiên nhiên, là về những người mà có cái trí thông minh về 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 cây cỏ này, động vật này, hoa lá này, ở những người mà làm vườn này, kỹ sư nông nghiệp, hay là họ thường có trí thông minh thiên nhiên này là cao. Cái cách mà con có thể là ví dụ như là về về môn sinh của con ấy, quần xã sinh vật chẳng hạn, đấy có những bạn các bạn là à động vật này tớ biết nó loại gì, hay là phân tích nhìn cái loại lá giống nhau hay con vật này giống nhau nhưng mà nó thuộc loài khác. Đấy, những người có trí thông minh thiên nhiên cao là những người có tiếp thu vấn đề đấy rất là nhanh. Ừ. Nhưng Đấy. mà con không phân biệt được mấy cái lá cây, các loại cây. Cái đấy là vì sao? Bởi vì là cái này là của con, nó thấy thế, nó không hẳn là vượt trội, nó đứng thứ tư thôi. Đấy, nên cậu chỉ nói là cái trí thông minh thiên nhiên thì nó đại diện cho những người như như thế nào. Đấy, là những người như thế. Con thì nó ở mức bình thường thôi. Và cái việc mà phân tích lá nọ lá kia thì nó đôi khi nó khá là khó. Và đặc biệt là như thế nào? Là cái tính quan sát của con là quan sát theo mục tiêu thôi. Và cái việc của con đặt ra bản thân con là người có tính mục tiêu cao, nên là cái đấy nó không phải cái chủ đề yêu thích của con thì con không để tâm, thì cái việc không không ấy được là chuyện bình thường. Và nó vốn nó phải hiển nhiên nó như thế. Đúng không? Thế đấy là trí thông minh hiện sinh này, người ta nó gọi thường gọi là trí thông minh triết học, là cái cách mà ví dụ con lý giải về cái sự tồn tại của bản thân này, cách mà mình gọi là xuất hiện ở trên đời này, mình đến với cuộc đời có mục đích gì, hay ví dụ như thế. Đấy, những người mà có trí thông minh hiện sinh cao là họ hay đặt ra cho mình những câu hỏi như thế, và hoặc là những người đấy là về cái bộ môn về triết học hay là cái gì đấy, là người ta sẽ có những cái phần hiện sinh này là cao này. Đấy. Có bao giờ con hay thỉnh thoảng đặt một câu hỏi, vài câu hỏi như thế không, hay là chả suy nghĩ gì vấn đề này? Có thi thoảng con đặt, nhưng mà đặt xong rồi khó quá thì con Là cũng vì cái vấn đề là hiện sinh này hay là triết học thì không phải ai họ ngấm được đâu, mà ít những người họ hấp thu được cái vấn đề, nó rất là trừu tượng. Ừ. Đấy, thứ bảy về thị giác không gian, giác không gian là 10,18% thì nó cũng không vượt trội, và đứng thứ bảy cơ. Còn thấy học về bộ môn vì là hình học, hay là cái đọc cái bản vẽ này, hay là hình dung một cái bản đồ, lập một cái bản đồ lập thể về đường đi, hay là một cái nọ kia, con thấy mình có thế mạnh đấy không, hay là thấy hơi kém? con thấy con học toán hình kém hơn. Ừ, kém hơn đúng không?
Thế đi đường thì sao? Ví dụ như là ra chỗ nào lạ hay là con định hướng mình đang ở chỗ này cho tìm bản đồ mà đi nọ kia thì con có giống như kiểu là người hay đi lạc không? Hay là nó cũng bình thường thôi? Nếu mà là đường con biết thì con sẽ biết đi, còn nếu mà đường nào không biết thì kiểu cảm giác như một đứa dám chỉ và một đứa dám đi. Ờ, những người mà có trí thị giác thông thức thì trí thông minh thị giác không gian thấp này, cái cách mà họ hình dung là lập thể vẽ một cái bản đồ 3D trong đầu về bản đồ này hay về một ngôi nhà này hay là hình dung cái đường đi mà trên này rẽ phải hay là chỗ kia rẽ trái hay đoạn này kia là những người đấy họ sẽ hơi thiếu tố chất một chút, mà những người này càng thấp ấy, thì những người đấy người hay lạc đường Không nhớ được đi ừ đấy biểu hiện đấy nhé. đi nhiều thì con mới biết, còn nếu mà kiểu đi thi thoảng, ví dụ như là đi đi nhiều nhưng mà không thường xuyên thì đi chả nhớ đâu, mọi người ngồi trên xe mọi người đưa đi đâu thì đi, chứ thực ra con không nhớ được. Âm nhạc đứng thứ 8. Con thấy là khả năng ví dụ cảm thụ về âm nhạc hay là ca hát của con thì là Con thấy con chỉ thích nghe nhạc thôi chứ còn con hát hay đâu. đấy. Tại vì cái trí thông minh âm nhạc này, thứ nhất là người có trí thông minh âm nhạc cao kèm theo cái vận động tinh thật là tốt thì người ta mới gọi là khả năng về ca hát hay là ấy. Còn cảm thụ âm thanh thì nó tùy từng người thôi, thích nghe nhạc là một chuyện, cảm thụ là chuyện khác, là chuyển hóa những cái gì mình nghe được thành cái ca từ hay là giai điệu thì không phải ai ai cũng giống nhau. Đấy. Thì âm nhạc với vận động phải là thế mạnh của con nhé. Đấy, thì qua cái bài phân tích về tất cả các chỉ số này, các 10 ngón chức năng này và các loại hình thông minh thì chia ra cái bảng phân tích nghề nghiệp này. Thì cái vấn đề về quản trị và điều hành này của con là đứng đầu và 5 team. Đấy, còn lại các cái 4 team này là những cái mà con ở mức đây là xuất sắc. Đây sẽ là ở mức là sẽ thành công và giỏi. Đây là mức trung bình. 3 team, còn 2 team thì sẽ là không được thành công lắm. Đấy. Thì hôm trước là cậu gửi cái này cho con thì có thảo luận với mẹ hay là gia đình về cái định hướng nghề nghiệp trong thi thố thế nào chưa? Con hỏi mẹ con không bình luận gì ạ. Không bình luận gì ạ. Thế con có định hướng gì cho mình chưa? Con vẫn chưa. Chưa. Ừ. Thế thì cậu bảo nhá, thì cái quản trị về điều hành này thì nó là những cái mà về cách những người quản lý nhân sự hay là làm sếp chẳng hạn, là ví dụ như con ấy là một người có tính chất mạnh mẽ như vậy và biết cách mà mình giao tiếp với mọi người và có cảm xúc, EQ cảm xúc, EQ cảm xúc rất là tốt kèm theo trí thông minh tương tác nội tâm và ngôn ngữ của con tốt thì cái đó là dẫn đến là người quản trị điều hành là ở mức xuất sắc. Đấy. Còn về vấn đề ngôn ngữ là sẽ có một số các cái ngành nghề như là đây ở dưới này người ta nói đấy, đấy. Ngôn ngữ này, truyền thông, phóng viên, quảng cáo về nghề nghiệp, nghiên cứu ngôn ngữ hay là dịch giả hay là về những cái các cái ví dụ như là giáo viên hay là cũng như nghề mà có tương tác tốt hay là cần cái sự mà giao tiếp ấy thì đấy là con sẽ có thế mạnh. Đấy. Còn cái quản trị điều hành này đứng năm tin là vì sao? Vì là hai cái ngón cái của con là ngón quản lý và lãnh đạo, hai ngón của con là có tố chất hàng đầu đứng số 1 và số 2. Thì cái tố chất quản lý lãnh đạo của con là nó thể hiện đấy trong các cái về học hành này, về các cái quản lý đội nhóm hay là bất kỳ đưa ra chiến lược thì con là người vượt trội hơn. Cái tính chất đấy của con là vượt trội hơn so với cái tính chất khác nên là cái này của con là phù hợp. Nên cậu nghĩ là do quản trị điều hành này và ngôn ngữ này tốt, ví dụ như là con có thể làm một người là ví dụ như là ồ, sau này con phấn đấu là một giáo viên tiếng Anh chẳng hạn, nhưng mà giáo viên tiếng Anh thì khi mà con làm một thời gian xong con phấn đấu là một người giám đốc một trung tâm hay là một người quản lý một cái đội nhóm chuyên về ngôn ngữ chẳng hạn, ví dụ như thế, cậu chỉ ví dụ như vậy thôi, thì là con sẽ có thể đạt cái mức giỏi và xuất sắc ở những cái vấn đề đấy. Ừ. À mà cậu nói thêm là vì con có nhiều cái ngón đại bàng mà lại quản lý lãnh đạo con lại ở vị trí cao nhé, cho nên là sau này ví dụ con đi làm ấy mà người lãnh đạo con là sếp của con mà là những người nói nhiều mà không làm được hoặc là những người cứ mập mờ không rõ ràng thì con sẽ hay kiểu trứng tai gai mắt đấy, con hay 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 không phục những người lắm, con hay con sẽ có cái xu hướng như thế đấy. Ví dụ như là cậu chỉ ví dụ cho một bạn lớp trưởng hay bạn bí thư là học ở mức độ này hay là kia nhưng mà các bạn hay chém gió chẳng hạn thì con sẽ không phục những cái bạn đấy, con lại không 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 cảm thấy là mình không không tâm phục khẩu phục. Ví dụ như thế, có thấy lúc nào mình có biểu hiện như thế không? Con chỉ thấy vô lý, bởi vì
lớp trưởng thôi. Tại vì là kiểu nói một đằng nhưng mà làm một nẻo. đấy đấy thế đôi khi người khác người ta dễ bỏ qua, người ta sẽ không 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 ôi kệ xưa chứ mình quan tâm gì cái việc đấy. Thế nhưng mà những người như con có tố chất quản lý lãnh đạo và nhiều đại bàng ấy, thì con sẽ hay có đôi lúc là sẽ con sẽ có sự trướng tai gai mắt nhất định đấy. Nên là cái cô mà cái bác mà trước là dạy cậu về cái vấn đề, người ta sẽ bảo là nên cố gắng, những người như 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 con ấy, nên cố gắng làm sếp, bởi vì là làm sếp thì con quản lý người khác tốt đấy, và con sẽ không bị trướng tai gai mắt bởi những người sếp làm con không tâm phục khẩu phục, nên là cố gắng phấn đấu. Cô chắc là nói phân tích về một cô cũng gần giống như tính cách như con và có vân tay như con, nên cô nói như thế. Đấy thế nhá. Thế thì bây giờ cái bài phân tích thì đây đây là coi như là cũng đã hòm hòm vào đấy rồi đấy. Thì cái nghề nghiệp này hay là bất kỳ một cái gì đấy là toàn quyền quyết định của con đấy, con là người có cái chính kiến của mình, thế mình lựa chọn cho nó kỹ càng đấy, mình đưa ra những cái nó sáng suốt, đương nhiên là dựa trên những cơ sở những cái này để làm sao mà mình khi mình chọn một cái để liên quan đến tương lai của mình là nó thuận lợi hơn một chút, bởi vì con là người có nhiều chủ vân tay đại bàng, là con tất cả những cái gì đối với tất cả sự việc của con là nó đều có mục tiêu, nó như một đường thẳng rồi, thì cái lựa chọn nghề nghiệp này cũng như thế, nó giúp cái nó con tránh những đường vòng, con đi đường thẳng thì mình sẽ đến với cái đích thành công mà nó sẽ thuận lợi hơn nhé. Ok. Ừ. Thế thì cái bài báo cáo kết thúc ở đây nhé. Bài này thì cậu đã có ghi hình lại, thì sau thì cậu sẽ tải lên YouTube. Con có thể là đôi lúc là cậu sẽ gửi link cho con, thì đôi lúc là con muốn nghe lại để xem là cậu phân tích về con này hay là cái ưu nhược điểm của con là cái đoạn này mà con lại chưa nhớ được hay gì, thì mình sẽ có thể lấy đem ra để mình soi lại bản thân đấy, nhìn lại những cái báo cáo, những cái chỉ số, những cái về con người mình mà cậu đã phân tích này, cả trên bài báo cáo nữa, để mình hiểu mình hơn. Đôi lúc ở một cái là lúc nào đó mình có thể là mình mông lung, mình mất phương hướng hay là bất kỳ một cái gì đấy. Đấy, là mình soi lại bản thân. Những người mà khác biệt với những người khác là những người đấy tự biết bản thân mình như thế nào để soi lại mình để mình có thể tiến bộ, mình có cải cải thiện, quan trọng như thế. Chứ còn thì người nói được mà không làm được, hoặc là người chỉ biết nói người khác mà không nhìn lại bản thân mình thì nhiều lắm, nhưng mà biết soi lại bản thân thì rất là ít. Thì cái này nó giống như là một cái tầm một cái bức một cái gương để cho con lúc nào cũng 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 đánh giá lại bản thân mình một cách khách quan nhất nhé. Ok. Vâng ạ. Ừ rồi thế thì